Đó, chào 500 anh em. Đây là đơn hàng bữa nay nha các bạn. Hai ngày mấy nào? 16. 16 tây. Đó. Cần bút nha các bạn. Che thông tin người nhận lại. Đó, lâu lắm không có cần bút rồi. Đó. Em thấy chưa, bên hàng bên mình đó là mình cần câu là mình đóng trong nước hết nha. Cần tôm này kia đồ, cần mắc cần ghẻ gì cũng vô ống hết. Nói chung cần là vô ống hết, máy thì vô hộp giống vậy ha, để đảm bảo hàng đi tới nơi mọi người á nó không bị hư hại nha mọi người. Đây nè, thì cần Titanit 2,4 đây. Đây nè, cây Titanit 2,7 nha các bạn. Không, Titanit mình gói trong cái ống nước nó bự lắm à, tại cái cần khoen nó bự, khoen cao mà à, chưa. Đây là đóng cần Titanit nè. Đây là mấy cái đơn của Shopee nha. Mấy cái đơn cần Titanit Shopee là anh em đặt Shopee mình sẽ tặng thêm cái nón nè. Bộ này 799 combo luôn. Hai cây Titanit, một cây xanh, một cây đỏ nha. Rồi, xin chào mọi người. Thì bữa nay mình sẽ làm một cái bộ combo. Bộ này là bộ cua sông nha, không phải bộ cua lua nha. Thì để đáp ứng cái nhu cầu của mùa dịch này nè. Mùa dịch này thì mọi người đi câu giải trí nhiều quá. Nên là anh em lôi những cái bộ combo mà Thượng Đăng lúc trước lên hỏi thì thật sự những bộ đó lâu quá, nó chỉ còn những bộ tương tự thôi, như bộ giống vậy thì tạm hết ha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái bộ về cái cần Pioneer Titanit và một con máy Yolo CS đó. Thì và đặc biệt tức là lúc trước là chỉ giới hạn 100 cần thôi, là đặt 100 người đặt hàng cái cần Titanit thì sẽ được tặng cái nón này ha. Nhưng mà thật nói trên YouTube rồi là mọi người đặt trên Shopee thì mới được nhận được quà, mà nhiều người không hiểu nên là nhiều đặt ở bên điện thoại. Và cũng nói chung là cũng muốn nhận được nón đó, nên thôi bây giờ mình chơi xả láng luôn các bạn, tức là giờ đặt ở đâu cũng được nón hết nha. Và tính luôn cho bộ này luôn đó. Tức là sao, tức là mọi người mua cái bộ cần này Thịnh cũng tặng cho mọi người một cái nón luôn nha. Nón này phải nói là ok luôn nha các bạn. Nón này đẹp lắm đó nha. Đây nè, phần này đó là bằng lưới nên nó xốp nên là đội nó không có nực ha. Đó. Và cái màu của nó cũng hài hòa nữa đó, anh em thấy chưa. Thì cái bộ cần này là Sừng sẽ tặng cho một cái nón nha. Rồi mình sẽ để cái nón ở đó này, để nón đây đi đó. Thì mình sẽ đi chi tiết bộ cần này. Đây là cái cần Pioneer, đây Pioneer Titanit size 2,4 đó. Đây thôi mà thấy không, gò đất nè, design nè, để biểu lập in sin nè, tức là sản xuất và thiết kế phát triển tại sin nha mọi người. Đây là cái máy vạch của nó nha, cho anh em xem 888 nè, mờ dữ ta. Đó, 888 là mã vạch của Sinh nha. Đó. Nhưng mà ở đây thì nó để là xuất xứ là Trung Quốc và Made in China. Đó, thì được cũng giải thích cho mọi người rồi, tức là cái xưởng nằm ở đâu, cái xưởng nằm ở đâu thì sẽ Made in đó. Giống như bên Trung Quốc á, thì chi phí xưởng này nọ gọi nó rẻ mọi người, công nhân này kia nó cũng rẻ nên là tất cả những công ty lớn thì nó nằm ở đại đa số là xưởng ở Trung Quốc nhiều ha. Đó. Đây cán bằng nha mọi người, cán bằng xốp nha, đó thấy chưa, và cán hở 3 khúc, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó, bắt máy có logo Pioneer, đó mọi người thấy rõ chưa, logo Pioneer đấy không ha. Thử bắt máy cho mọi người coi nè, nhẹ hiệu quá, đó rất là mượt luôn.
Đây. Logo Pioneer nhé bạn. Này là logo độc quyền nha. Nói chung Pioneer nó đã đăng ký thương hiệu Pioneer Titanite này. Đó. Thì thật ra cái này thật cũng bán cũng rất là lâu rồi. Bữa hổm mình mới đăng một clip là mình về hàng đó. Thì thấy một số người ở kỳ trước người ta đã xài rồi, ta vô người ta comment đó. Người ta phản nói chung là đánh giá tốt, mình cũng rất là vui. Đó. À, đây thì cái bộ này là cần 2,4 m nhé bạn, đây nè 8 nè, tức là 2,4 x 2 nữa là 2,4 m và 2 khúc. Nó tải từ 10 tới 20 lb, tương đương là 4,5 tới 9,1 kg nha. Nó đây là tải trọng lượng đánh từ 40 tới 80 g. Con này quấn 200 g, này kia đầu chì 200 g bình thường nhé bạn, tại này là thông số cần ha. Đó. Và đây là cái mang đề ba của nó. Thật sự đó, nói chung là mình vừa chơi mình vừa bán, mà mình bán cây nào mà hàng nó ok, mọi người đánh giá tốt, mình mừng lắm bạn. Đó. Mình bán mình đỡ lo. Người ta không có, người ta khen, nói chung người ta đánh giá tốt thì mình đỡ lo hơn là ví dụ bán mấy cái cần ghẻ ghẻ cái 2 bữa nghe nói gãy cái trời cũng gào chết luôn. Đó. Này thấy không? Thì cái thông số của cây 2,7 m à, tức là cái bộ này á nó sẽ có cần, cái cần của nó của bộ này là cần 2,4 m. Nếu mọi người muốn lấy lên là 2,7 m hoặc 3 m á thì mình sẽ bù tiền nha. Mỗi con size là mình bù 10.000 nha. 2,7 m thì nó tải cũng là 4,5 tới 9,1 kg luôn. 3 m nó sẽ tải ấn tượng hơn. À, 3 m nó sẽ tải từ 6,8 tới 13,6 kg. Đó. Đây là khoen chân ca. Khoen ô bảy, khoen cánh bướm nha các bạn. Khoen ba chân, cánh bướm. À, các bạn thấy sứ của nó nè. Và tất nhiên rồi, thì đây là một cái cây cần phíp, nên là nó sẽ là bọng và khớp của nó là khớp gắn nha. Khớp gắn nhưng mà nó chắc lắm nha, chứ không phải là như mấy loại khác ha. Khớp gắn chứ không phải là giống như cần đặt mà khớp dặn được nha. Đó, thần sẽ cho mọi người xem chi tiết từng khoen của nó luôn nè. Khoen cánh bướm chung bự lắm, chắc bao chắc cho anh em. Đó. Đây đầu bu nha các bạn. Cái này là nặng, cái hết tư này là nặng là 308 g. Đó. Đây, mọi người thấy rõ chưa? Ha. Cây Pioneer Titanite. Cây này thật ra thử cũng làm rất là nhiều clip rồi, mình cũng test rất là nhiều luôn rồi. Và tới con máy của mình. Đây là con Yolo CS. Con này thì mình đã vô dây sẵn cho mọi người luôn. Đó. Yolo CS nha. Chân máy của Yolo, mà những cái con máy Yolo sau này thì chân máy nó sẽ có cái logo giống như này, phản quang rất là đẹp luôn nha. Yolo CS con này là thận bán rất là nhiều mùa luôn, từ lúc mình ra bán tới giờ luôn á. Yolo CS tại vì con này nó tiện cái là nó có cái hộp nè mọi người. Đó, mọi người mua sẽ được cái hộp giống vậy luôn, cái hộp đựng cái máy nè. Cái nhất là nó bảo vệ cái máy mình an toàn nè. Còn cái thứ hai nữa là mình mua rồi, mình được cái hộp này để mình đựng mồi, hoặc là ít ra thì mình cũng đựng được những phụ kiện này. Nhiều khi mình chọn mồi nè, hoặc mình đựng phao chì lưỡi thôi là được rồi ha. Yolo CS này thấy không? Đó, hộp nhựa chắc lắm nha. Đó. Cái hộp thì để bên đây nha. Mọi người mua thì cần cũng gửi cái hộp theo luôn. Đó. Đây là con Yolo CS Gear Gito, một vòng quay của nó là 5,1 vòng quấn nha các bạn. Đó, thấy chưa? Đó. Đây là thông số vô dây. À, Yolo CS 6.000. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Đây là của nó là để là pirin nha, tức là tương đương là bạc đạn nha bạn. Begin nó khác, bon begin khác nha. 6 bạc đạn. Con này và con này thì đổi tay quay trái phải bình thường ha. Này, nấm nè, cái tay quay của nó là không. Đó.
Đó, mọi người thấy chưa? Cực kỳ mượt luôn. Yolo CX. Cần 24, đó 6.000. Và Thượng sẽ tặng cho mọi người thêm là ít lưỡi và hai cái móc khóa ha. Lưỡi câu thì Thượng lấy lộn xộn, lưỡi lớn có, lưỡi nhỏ có, tại mỗi người ở mỗi vùng nó câu cá nó khác nhau. Tặng hai cái chuông gắn đọt cần. Cái chuông thì mọi người đã dặn lên nè, không, tại một số người không biết xài ha, dặn lên nó lòi cái móc nè, mình chỉ cần móc vô cái đọt cần câu và mình dặn xuống thôi nha, đã dính nè, khi mà cá ăn nó sẽ rung gì nè. Còn nếu mà gắn cái chuông lên đọt hoài mà câu hoài mà nó không kêu là chuông hư các bạn. Chuông hư của dân câu được cái định nghĩa chuông hư của dân câu tức là tại bị mớm cá không ăn nên nó không kêu rồi, chứ không phải là chuông nó bị hư nó không kêu nha. Và cái chuông này á, nó tiện cái là nó có một đầu để cho mình gắn cái phao đèn vô này, không thì khi câu ban đêm á mình sẽ bẻ phao đèn búng mình gắn lên đọt cần này, mình sẽ thấy một cái phao đó. Và đặc biệt đó là một cục chì, thường là trong những cái combo thường làm thì không có kèm theo chì nha các bạn. Đây cục chì 30 g nè đó, tại vì gửi chì theo nó hay bị gớt á, thì cái bên ship nó cứ lập phiên bản gớt hàng này nọ hoài à, nên là chì nó nhọn mà đâm lủng cái ấy cái gớt. Nhưng mà đợt này mình bỏ trong cái hộp này nó chắc chắn rồi, thì cái cần của mình nè, không sẽ có 3 màu, ối nó có 2 màu, một cái màu đỏ và màu xanh. Thì nếu mà anh em, nếu mà mọi người không có chọn màu thì thường sẽ gửi ngẫu nhiên ha. Nhưng mà thật ra là màu nó cũng không quan trọng lắm, tại vì nó chỉ có cái tem của Titanic này là khác màu thôi, chứ còn lại là nguyên cái cần phôi nó màu đen hết đó. Đó, thấy chưa, bộ này là mọi người sắm câu là theo tôi nghĩ là xài rất là bền luôn rồi. Cái cần cần một cái máy món nào cũng bền hết. Rồi thì bộ này mình sẽ đóng hàng cho uống nước như cái video ở đầu clip thường có cho các bạn coi đó, mình sẽ đóng hàng giống như vậy ha. Thì hàng gửi tới mọi người, mình mở ra mình kiểm tra rồi mình thấy ok hết tất cả mới thanh toán nha. Đó, hoặc là những anh em nào mà đi công việc không có nhà chẳng hạn á, thì nhờ người nhận giùm á, thì khi mình nhận về nhà mình nhận mình cứ quay video, mình mở ra mình coi, nếu mà có lỗi này kia ABC thường sẽ đổi hết bình thường. Và đặc biệt là trên Shopee thì lúc này á, là Shopee họ không cho xem hàng, nên là mình cứ nhận rồi xong mình quay video mà mình mở ra ha. Shopee và Lazada bây giờ không cho xem hàng nha. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người.